vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng Chống thành Phật Đạo Tình độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ dạng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 22 tháng 8 năm 2010 Chuyển ngữ Vũ Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Huệ Trang Đức Phong tập 120 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 139. Dòng thứ tư từ dưới đếm lên, xem từ chính giữa, xem từ chữ Tam thừa. Tam thừa giả, thừa giả, xa giả tứ giáo nghi thập chú viết thừa dĩ vận tải vi nghĩa vận xuất tam giới quy ư niết bàn chúng tôi giải thích đoạn này câu này nhằm giải thích một câu trong kinh văn là Thiện lập phương tiện Hiển thị tam thừa Chúng ta đã học về thiện lập phương tiện Nay xem đến tam thừa Chữ thừa đọc theo cổ âm là thẳng Hiện thời đọc là thừa Đọc thẳng mọi người đều chẳng biết nghĩa là gì có lẽ có người nói chúng ta đọc sai nên thuận theo tập tục mà đọc là thừa thừa là cổ xe trong tứ giáo nghi tập chú có một câu giải thích như thế này thừa là cổ xe xe có ý nghĩa chuyên chở ở đây dùng ý nghĩa ấy vận xuất tam giới quy ư niết bàn phật pháp dùng thừa làm tỷ dụ giống như cổ xe phật pháp có thể giúp chúng ta vượt khỏi tam giới giống như chúng ta ngồi xe có thể đi xa mang ý nghĩa này tam giới là lục đạo luân hồi nói tam giới hay nói lục đạo ý nghĩa hoàn toàn giống nhau tam giới là dục giới sắc giới vô sắc giới dục giới có sáu tầng trời dưới tha hóa tự tại thiên có sáu tầng trời kể cả atula đạo nhân đạo súc sanh đạo ngạ quỷ địa ngục đều thuộc về dục giới vì họ chẳng lìa khỏi năm thứ ham muốn là tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nên gọi là dục giới dục giới càng lên cao ngũ dục càng nhạt ít càng đi xuống càng nghiêm trọng Chúng ta chớ nên không biết điều này Hãy liễu giải chúng ta bèn hiểu rõ Mong vượt thoát Nhất định phải buông ngủ dục lục trần xuống Tài sát danh vọng ăn uống ngủ nghỉ là ngủ dục Lục trần là đối tượng tiếp xúc của sáu căn Mắt, tai mũi lưỡi thân và ý là sáu căn đối tượng tiếp xúc là sắc thanh hương vị xúc pháp ý là ý niệm ý đối ứng với pháp trần những thứ này đều phải nhạt bớt càng nhạt bớt càng hay thật sự có thể buông xuống sẽ vượt thoát ngũ dục đến nơi đâu đến sắc giới Chư vị phải hiểu, sắc giới có 18 tầng trời, đó là chư thiên. Chư thiên sắc giới trọn chẳng đoạn dục. Chư vị phải biết điều này. Vì sao họ chẳng có dục? Họ có công phu thiền định. Khi họ nhập định, định có công năng chế ngự ngũ dục lục trần nên họ là phục đoạn đoạn trừ bằng cách chế phục chẳng phải là diệt đoạn đoạn trừ sạch sành xanh nhưng họ có sắc lên cao hơn là vô sắc giới thiên đây là tầng cao nhất trong lục đạo vô sắc giới thì ngay cả nhục thân cũng chẳng có chữ sắc chỉ thân thể vật chất và hiện tượng vật chất do vậy có thể biết trong bốn tầng trời của vô sắc giới chỉ có hiện tượng tinh thần tồn tại chẳng có vật chất chẳng có nhục thân vật chất mà cũng chẳng có những kiến trúc vật chất quý vị đều chẳng nhìn thấy chúng ta thường gọi những cõi trời ấy là linh giới linh hồn của họ tồn tại đó là phàm phu cao cấp dù sắc giới thiên tùy khá lắm nhưng chẳng vượt thoát tam giới tức là chẳng vượt thoát lục đạo luân hồi vô sắc giới thiên tốt đẹp trong ấy gần như là niết bàn niết bàn là bất sanh bất diệt cõi trời ấy giống như niết bàn nhưng Chẳng phải là Niết Bàn thật sự Chư Thiên sắc giới Đạt đến cảnh giới cao nhất Trong Tứ Thiền Bác Định Tưởng làm vô sắc giới thiên là Niết Bàn Vô sắc giới thiên vẫn có thọ mạng Thọ mạng dài nhất là tám dạng đại kiếp Thời gian ấy thật dài Đại kiếp Một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của thế giới này Đủ thấy thế giới này vô thường Một lần thành trụ hoại không gọi là một đại kiếp Thành trụ hoại không tám dạng lần Quý vị nghĩ xem Thời gian ấy dài lắm Tuy dài Rốt cuộc vẫn có ngày chấm dứt Đến ngày ấy Họ đánh mất công năng Thiền định Công năng thiền định vừa mất đi Phiền não bèn hiện tiền Ý niệm sai lầm đầu tiên Là kẻ ấy tưởng lầm Vô sắc giới thiên Là bất sanh bất diệt Cơ sao lại có sanh diệt Do hiểu lầm bèn hủy bán thánh hiền thánh hiền đã nói niết bàn bất sanh bất diệt nay kẻ ấy đã mất công năng thiền định phiền não hiện hành bèn nghĩ các vị thánh hiền lừa gạt họ ý niệm ấy chính là đại bất kính đối với các vị thánh hiền đại bất kính đối với thầy đối với thánh hiền thì tội nghiệp ấy có cùng mức độ với tội bất hiếu với cha mẹ nếu kẻ nào bất hiếu với cha mẹ không tôn trọng thánh hiền quả báo là trong địa ngục a tỳ Do đó quý vị thấy trèo lên cao nhất Trèo đến tầng trời phi tưởng phi phi tưởng Té lộn nhào xuống cũng nặng nhất Rơi xuống địa ngục A Tỳ Cầu làm thân người chẳng được Trong kinh điển Đức Phật giảng chuyện này rất nhiều Và cũng giảng rất rõ ràng Dụng ý nhằm đặc biệt nhắc nhở chúng ta Chúng ta mong thành Phật Chúng ta phải sanh về Tây Phương tịnh độ Đừng cầu thiên đạo Đến chỗ cao nhất trong thiên đạo Vẫn chẳng thể giải quyết vấn đề 28 tầng trời chẳng thể giải quyết vấn đề Huống hồ dục giới Người bình phàm sanh lên trời Tuyệt đại đa số đều là sanh trong tứ thiên dương Hoặc đao lợi thiên Vì sao? Tình chấp và dục vọng chưa đoạn khá hơn người bình phàm chúng ta một chút nhạt bớt một chút nhưng chưa đoạn nên họ tiến cao hơn vô cùng khó khăn đó là ý nghĩa của tam giới vận xuất tam giới nương theo phật pháp tu hành có thể vượt thoát tam giới Quy ư Niết Bàn Tức trở về Niết Bàn Tiểu Niết Bàn Chẳng phải là Niết Bàn thật sự Mà là tương tự Niết Bàn Là sở chứng của A-La-Hán vượt thoát tam giới là chứng đắc của hàng A-La-Hán Điều này trong phần sau chúng tôi sẽ còn nhắc tới Chúng ta lại xem phần tiếp theo Hữu Dụ như vận tải công cụ Sử nhân thừa chi Các đáo kỳ quả địa Pháp hoa dĩ dương Lộc ngưu chi tam sa Dụ tiểu trung đại tam thừa Tiểu giả thành văn thừa Trung giả duyên giác thừa Đại giả Bồ Tát thừa Đoạn này giảng rõ hơn sách tứ giáo nghi Đây chính là những điều được nói trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói Tam Thừa là ba cổ xe. Xe chính là ý nghĩa của Thừa. Nói đến ba loại xe. Xe dê, xe nai và xe trâu. Xe dê thời cổ rất nhỏ, chỉ có thể chở được một người. xe nai lớn hơn một chút có thể ngồi hai người xe trâu rất lớn đại khái có thể ngồi năm sáu người trên thực tế kinh pháp hoa nói đại bạch ngưu sa thì đại bạch ngưu sa chính là xe ngựa trong hiện tại hiện thời công cụ giao thông này chẳng còn nữa được thay thế bằng xe hơi thời xưa đừng nói là rất xưa ngay trong lứa tuổi của tôi nhằm lúc tôi học tiểu học và trung học chúng tôi cũng ngồi xe ngựa tôi còn nhớ lúc học tiểu học ngồi xe ngựa lũ học trò bé một xe ngựa có thể ngồi được mười bốn mười lăm đứa dùng chuyện này để tỷ dụ nó có thể chuyên chở bao nhiêu người mà nói là đại trung tiểu xe nhỏ ví như thanh văn thanh văn là a la hán a la hán gọi tiểu thừa người tiểu thừa chỉ cầu tự độ chẳng phát tâm giúp đỡ người khác trung thừa là duyên giác tức bích chi phật thông minh hơn a la hán nhưng tâm lượng cũng chẳng lớn lắm chẳng phải là thiếu tâm từ bi mà là tâm từ bi chẳng to lớn quý vị tìm đến họ nếu họ thích quý vị thì sẽ có thể dạy quý vị do có duyên với quý vị họ chẳng thích thì sẽ không ngó ngàng gì tới quý vị đó là thanh văn và duyên giác bồ tát khác hẳn quý vị không đi tìm các ngài mà các ngài chủ động đến dạy quý vị các ngài chẳng có tâm phân biệt chẳng có tâm ưa ghét nên bồ tát được gọi là đại thừa Trong phẩm thí dụ của Kinh Pháp Hoa Có một đoạn như thế này Như lai hữu vô lượng trí huệ Lực vô sở úy Chư Pháp chi tạng Năng giữ nhất thiết chúng sanh Đại thừa chi Pháp Chữ đại thừa chỉ nhất Phật thừa Đảng bất năng tận thọ tuy đức phật rất từ bi nhưng pháp nhất thừa là phương pháp thành phật người bình phàm chẳng thể tiếp nhận xá lợi phất câu này nói với ngài xá lợi phất dĩ thị nhân duyên đương tri chư phật phương tiện lực cố ư ừ nhất phật thừa phân biệt thuyết tam tam thừa do vậy mà có phật tâm bình đẳng phật nguyện rộng sâu phật mong mỏi hết thảy chúng sanh đều có thể thành phật vì thế, trong giáo pháp đại thừa, Đức Phật thường nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Phật giúp đỡ chúng sanh nhất định dạy họ trở về tự tánh. Trở về tự tánh bèn thành Phật, bởi lẽ họ vốn là Phật, mê mất tự tánh. Chẳng quay về được, muốn trở về cũng chẳng phải là chuyện đơn giản như thế vẫn chẳng thể trở về đó là phàm phu trong lục đạo lục đạo phàm phu nhân gian dục giới thiên chẳng mong trở về nhưng sắc giới thiên và vô sắc giới thiên thật sự muốn quay về họ muốn quay về mà cũng chẳng về được huống gì các phàm phu trong dục giới đức phật bất đắc dĩ nhất phật thừa thành ba giai đoạn phân biệt mỗi giai đoạn sau nâng cao hơn giai đoạn trước điều này giống như mở trường học thầy và cha mẹ đều hy vọng học trò đứa nào cũng đạt được học vị tiến sĩ đấy là phật tâm nhưng có phải là ai nấy đều đạt được hay không chẳng phải chẳng phải là người nào cũng đều có thể đạt được do vậy nhà trường mới lập ra ba học vị có học sĩ thạc sĩ và tiến sĩ khá giống với tam thừa mấy câu trong phần trước nói về như lai nhưng trên thực tế là nói về chính mình như lai có vô lượng trí huệ ngài chẳng nói phật Chẳng nói chư Phật có vô lượng trí huệ mà nói Như Lai. Kinh Đại thừa nói chư Phật thì quá nữa là nói theo tướng. Nói Như Lai đều là nói theo tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nói Như Lai chẳng nói Phật nói như lai like, là nói theo tự tánh hết thảy chúng sanh đều có phật tánh đã có phật tánh đương nhiên có thể thành phật trong phật tánh có vô lượng trí huệ có vô lượng lực Lực là gì? Năng lực Này chúng ta gọi năng lực là tài nghệ Có vô lượng tài nghệ Quý vị có năng lực Trong Kinh Phật có nói Chư Phật Như Lai Có mười thứ năng lực Mười tượng trưng cho sự viên mãn Không phải là con số Đúng là không gì chẳng biết là trí huệ Không gì chẳng biết là mười lực Mười lực tượng trưng cho không gì chẳng thể Chẳng có gì không làm được Vô sở úy là bốn thứ không sợ hãi Trừ pháp chi tạng Năng giữ nhất thiết chúng sanh đại thừa chi pháp Đức Phật có năng lực ấy Có năng lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh chứng đắc phật quả rốt ráo trong một đời nói theo lý luận phàm phu thành phật mất thời gian bao lâu trong một niệm một niệm giác phàm phu bèn thành phật một niệm mê Quý vị là phàm phu Câu này hoàn toàn là lời thật Một niệm ấy là niệm gì? Theo cuộc đối thoại giữa Thích Ca Mâu Phật và Di Lặc Bồ Tát Trong một cái khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm Một niệm bất giác vừa nói trên đây Chính là một niệm trong một cái khẩy ngón tay Chỉ cần một niệm giác phàm phu bèn thành phật bất giác thì chẳng có cách nào trong tựa đề kinh này cũng chỉ rõ tam thừa quý vị thấy tựa đề kinh về phần tu nhân là thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh là tiểu thừa tiểu thừa bao gồm cả duyên giác bình đẳng là đại thừa là bồ tát chữ giác sau cùng là nhất thừa đó là thành phật vì vậy kinh này cũng là đức thế tôn chỉ hết thảy chúng sanh mà hiển thị tam thừa chúng ta tu học nếu đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong một đời này vấn đề ấy đã được giải quyết Đen thành phật nếu chẳng đạt được cảnh giới này Hãy tùy phần tu học Cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Tây Phương cực lạc thế giới có bốn cõi Ba bậc chính phẩm Tây Phương cực lạc thế giới Là nơi A-di-đà Phật lập trường học Trường gì vậy? Trường dạy phàm phu thành Phật Bảo đảm quý vị thành Phật Điều này rất khó có Một phẩm phiền não chưa đoạn Mà vẫn có thể giảng sanh Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Trong thế giới cực lạc một phẩm phiền não cũng chẳng đoạn đây nha Thật sự đoạn mấy phẩm phiền não Chẳng hạn như Các loại phiền não nặng nhất Và thô nhất Trong kiến tư phiền não Là thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Trong phần trước đã giảng rất nhiều. Năm loại kiến hoặc ấy có tất cả là 88 phẩm. Đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc ấy chính là tiểu thừa tu đà hoàng. Tức là tiểu thừa sơ quả. Người như vậy giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới chẳng ở trong cõi phàm thánh đồng cư vì sao người ấy chẳng phải là phàm phu nói theo thế gian này người ấy là thánh nhân là bậc thánh nhân nhỏ nhoi chẳng phải là phàm phu bậc thánh nhân nhỏ nhoi tuy địa vị rất thấp nhưng cao minh hơn bọn lục đạo phàm phu chúng ta quá nhiều sau khi vị ấy chứng đắc sơ quả ngài có năng lực ở trong lục đạo luân hồi qua lại bảy lần trên cõi trời hoặc trong nhân gian chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo bảo đảm chuyện này và cũng chỉ có bảy lần chẳng có lần thứ tám chỉ là bảy lần chắc chắn vượt thoát tam giới lục đạo chứng quả a la hán à, là... người như vậy giảng sanh tây phương cực lạc thế giới sanh về cõi phương tiện hữu dư chẳng ở trong cõi phàm thánh đồng cư đó là tiểu thừa ở nơi đây tu đến cảnh giới tiểu thừa giảng sanh tây phương cực lạc thế giới bèn sanh trong cõi phương tiện nếu ở nơi đây chúng ta tu hành đạt tới cảnh giới bồ tát Giảng sanh tới phương cực lạc thế giới Sẽ chẳng sanh vào cõi phương tiện hữu dư Mà sanh trong cõi thật báo trang nghiêm Có địa vị bình đẳng Với các vị Pháp thân Bồ Tát Trong cõi thật báo Thuộc tịnh độ của chư Phật Như Lai trong phật giáo trung quốc những người ấy là những vị được thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh giáo hạng gọi họ là đại khai viên giải trong tịnh độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn chứng đắc lý nhất tâm bất loạn sanh vào cõi thật báo đến thế giới cực lạc chứng thường tịch quan thường tịch quan là trở về tự tánh viên mãn bổ nguyện của đức phật đích xác là hy vọng mỗi cá nhân chúng ta đều có thể viên thành phật đạo ngay trong một đời phàm phu viên thành phật đạo trong một đời thì chỉ có pháp môn này Phật Pháp nói tám dạng bốn ngàn pháp môn Bất cứ pháp môn nào quý vị cũng đều chẳng thể thành tựu trong một đời Chỉ có pháp môn niệm Phật giảng sanh này Là thật sự thành tựu ngay trong một đời Trong đời này chúng ta có thể gặp gỡ pháp môn này Quả thật chẳng dễ dàng đã gặp gỡ thì nhất định phải quý trọng Phải nắm chặt pháp này Ngàn dạng phần chớ nên khinh dễ bỏ qua Nếu bỏ lỡ thì chính là lầm lẫn quá đổi Gặp được pháp môn này Đúng như cổ đại đức đã nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp gỡ Vào đời Thanh trước kia Ông Bành Tế Thanh đã nói Hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Ông ta nói pháp môn này hiếm có Khó gặp trong vô lượng kiếp Đời này quý vị gặp gỡ Hãy nắm giữ nó Pháp môn này Dạng người tu, dạng người đến Câu này do thiện đạo đại sư nói chẳng phải là lời giả. Nhưng học Phật, bất luận học pháp môn nào, nói chung nhất định phải biết buông xuống. Buông những gì xuống, buông phiền não xuống, buông tập khí xuống. Cổ đại đức thường dạy chúng ta. Hệ điều gì chẳng mang theo được bèn buông xuống chúng ta suy gẫm người đã chết có thể mang theo gì vậy tài sản của quý vị chẳng mang theo được thân tình chẳng mang theo được trước vị chẳng mang theo được kể cả thân thể của quý vị cũng chẳng mang theo được phải hiểu rõ chỗ này chẳng mang theo được thì hãy buông xuống đó là giả chẳng thật điều nào mang theo được thì quý vị bèn đổ công dốc sức nơi đó đức hạnh mang theo được công đức có thể mang theo được trì giới hữu công tam muội là đức tam muội là thiền định thiền định là công khai trí huệ là đức những điều này có thể mang theo được ngược lại những tội nghiệp do quý vị đã tạo cũng có thể mang theo nếu mang theo một thân tội nghiệp đời sau sẽ sanh trong tam ác đạo Suốt đời này quý vị làm rất nhiều chuyện tốt Những chuyện ấy cũng có thể mang theo được Do những chuyện tốt ấy Đời sau sanh lên trời Nhưng đều chẳng bằng buông xuống vàng duyên Nhất tâm niệm Phật Niệm Phật có thể mang theo được Niệm Phật có thể giảng sanh tịnh độ do vậy phải thường nghĩ tới những gì có thể mang theo được chúng ta nghiêm túc nỗ lực thực hiện học tập kinh giáo giúp chúng ta khai ngộ chúng ta đọc kinh vô lượng thọ học tập kinh vô lượng thọ tăng trưởng sự hiểu biết đối với tây phương cực lạc thế giới Thật sự nhận biết rõ ràng, minh bạch Tính tâm mới có thể kiên định Nguyện tâm chẳng lùi Đó là điều kiện ắt phải hội đủ Hồng chẳng sanh thế giới cực lạc Tiếp đó chúng ta lại xem những lời giảng giải về phương tiện thiện lập phương tiện hữu pháp văn hoa cứu viết phương tiện giả môn giả đây là tỷ dụ vị chân thật tác môn chân thật đắc hiển công do phương tiện y thử thích tách tiểu thừa vi nhập đại thừa chi môn cố vị chi phương tiện giáo hữu tam thừa vi thông ư nhất thừa cố diệt danh phương tiện giáo dĩ thượng kinh luận chánh hiển thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa chi chỉ phương là phương pháp tiện là thuận tiện nói cách khác là phương pháp rất thích hợp phương pháp tốt nhất phương pháp màu nhiệm nhất trong phật pháp thường dùng chữ thiện xảo thiện xảo là phương tiện do vậy phương tiện chẳng phải là phương pháp nhất định do mỗi người mỗi khác. Do mỗi chuyện mỗi khác, tùy thuộc vào đó mà biến hóa vô cùng. Khéo dùng phương tiện là trí huệ, thiếu trí huệ sẽ chẳng biết dùng. Trong những người có trí huệ, Phật là bậc trí huệ viên mãn. Như Lai có vô lượng trí huệ, nên phương tiện môn của Ngài cũng là vô lượng vô biên, vô lượng phương tiện. Sánh dĩ phương tiện như cửa. Cửa có ý nghĩa có thể tiến vào. Vì sao? Vị chân thật tác môn, tông môn gọi chân thật là minh tâm kiến tánh. Đó là chân thật, chân là chẳng giả, thật là chẳng hư dối. Trong kinh Đại thừa, Đức Phật dạy: Phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hư vọng chẳng phải là chân thật. Chân thật chẳng phải là hư vọng. Chân thật là gì? Chân thật là tự tánh. Chỉ có điều này là chân thật. Vũ trụ do nó biến hiện. Giảng pháp cũng do nó biến hiện. Do vậy tự tánh có thể sanh, có thể hiện. Nên nó là thật. Còn những cái được sanh, được hiện chẳng thật. Thật ra, cái được sanh, cái được hiện, sanh diệt trong từng sát na. Sát na chẳng trụ. Trong Kinh Phật, thường thấy có câu như vậy. Sát na chẳng trụ là sanh diệt trong từng sát na. Chẳng thật, chỉ có tự tánh là bất sanh, bất diệt. Vì thế, ngôn ngữ cổ của Ấn Độ là tiếng Phạn, gọi bất sanh bất diệt là Niết Bàn, niết bàn có nghĩa là bất sanh bất diệt chân thật chân thật đắc hiển quý vị thấu hiểu chứng đắc công là có phương tiện công phu là phương tiện phương tiện có công chân thật bèn hiển hiện. Nếu quý vị chẳng từ phương tiện môn, quả thật chẳng có cách nào mình tâm kiến tánh. Theo cách giải thích này, tiếp đó bèn nói: "Tắc tiểu thừa vi nhập đại thừa chi môn." Đó là pháp phương tiện Thuở Đức Phật tại thế Tiếp nhận Chính lời thỉnh pháp của chư thiên trời tịnh cư Họ thỉnh Đức Phật trụ thế Thỉnh Ngài chuyển Pháp Luân tức là thỉnh thích ca mâu ni phật hãy trụ trong thế gian giáo hóa chúng sanh thích ca mâu ni phật nhận lời sau khi đã nhận lời bèn bắt đầu giáo học đầu tiên là những người hữu duyên Ngài rời khỏi gia đình đi tham học bên ngoài Cha mẹ Ngài rất quan tâm Sai năm người đi theo chăm sóc Năm vị ấy ở Lộc Giả Uyển Sau khi Đức Phật khai ngộ Rời cội Bồ Đề Đến Lộc Giả Uyển tìm năm người ấy tìm được năm người ấy bèn giảng cho họ nghe pháp tứ đế giảng khổ tập diệt đạo năm người nghe xong tôn giả kiều trần như giác ngộ chứng tứ quả la hán Do căn tánh khác nhau, căn tánh của năm người không giống nhau. Có người chứng sơ quả, có người chứng nhị quả. Chỉ riêng Ngài Kiều Trần Như chứng tứ quả. Chứng tứ quả cũng là kiến tư phiền não thảy đều buông xuống. Kinh Hoàng Nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước, Đối với Pháp Thế gian và Xuất Thế gian đều chẳng chấp trước, đắc thanh tịnh tâm. Đối với thanh tịnh như trong tựa đề kinh này, Ngài đắc thanh tịnh tâm thành A-la-hán. Đó là Pháp Phương Tiện. Lại giúp cho vị ấy đắc tâm bình đẳng. Cuối cùng, giúp vị ấy đại triệt, đại ngộ. Quý vị thấy đó, đều là nói rõ dùng phương tiện hướng dẫn vị ấy hiển lộ sự chân thật nên là giáo pháp phương tiện tam thừa tức tiểu thừa trung thừa và bồ tát thừa cuối cùng đều đạt tới nhất thừa nên giáo pháp tam thừa còn được gọi là phương tiện giáo cụ hoàng niệm tổ nêu ra những cách nói trong các kinh luận sau đó kết luận dĩ thượng kinh luận tức là các kinh luận được trích luận ở đây chánh hiển thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa chi chỉ chỉ là tông chỉ tông chỉ là mục tiêu chủ yếu nhắm đến nhất thừa chúng ta nhất định phải biết điều này đức phật giáo hóa chúng sanh sở hành trong cả đời ngài toàn là giáo pháp phương tiện mục tiêu chung cực là giúp quý vị thành phật lấy chứng đắc phật quả rốt ráo viên mãn là mục tiêu giáo học trung cực từ chỗ này chúng ta mới thật sự thấu hiểu lòng từ bi vô tận của chư phật như lai đối với hết thảy chúng sanh các ngài giúp đỡ chúng ta chẳng phải là giúp đỡ chúng ta đến một giai đoạn rồi thôi các ngài một mực giúp cho chúng ta đạt đến rốt ráo viên mãn những điều trên đây là tướng thứ bảy tức chuyển pháp luân giảng tới đây là xong tiếp theo đó là tướng thị hiện cuối cùng trong tám tướng thành đạo tức là nhập niết bàn ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ diệt độ là niết bàn chúng ta đọc lời chú giải của cụ niệm tổ trung hạ cứ ngụy dịch tích sa tạng bổn dữ cao ly tạng bổn hai chữ trung hạ vốn căn cứ trên bản dịch của ngài khang tăng khải tích sa tạng là bản in kinh đại tạng đời tống và bản chép trong cao ly tạng đều có hai chữ trung hạ ư thử trung hạ Tiếp đó cụ có giải thích trung hạ là gì Nhi hiện Niết Bàn là thị hiện diệt độ Nói cách khác Ngài chẳng nói đến bậc thượng Chẳng nói tới thượng thượng Vì sao? Người thượng thượng căng đã biết Thích Ca Mâu Ni Phật có hiện bát Niết Bàn hay không? Chẳng có Kẻ căng tánh trung hạ Thế Thích Ca Mâu Ni Phật nhập bát Niết Bàn Thử thị bát tướng thành đạo trung chi đệ bát Bát Niết Bàn tướng Đây là tướng nhập diệt của Thích Ca Mâu Ni Phật Niết Bàn Là tiếng Phạn Tức là ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại Cựu dịch vi diệt độ Tân dịch vi viên tịch Chúng ta phải hiểu ý nghĩa hai chữ tân và cựu này Cựu dịch Là cách dịch thuật trước thời quyền trang đại sư Do các vị cổ đại đức phiên dịch Các ngài dịch Niết Bàn là diệt độ Ý nghĩa cũng rất hay Diệt là gì? Diệt phiền não, Độ là độ sanh tử vượt thoát sanh tử Độ luân hồi Diệt kiến tư phiền não Độ là vượt thoát vượt thoát tam giới lục đạo Diệt trần sa phiền não Diệt vô minh phiền não vượt thoát mười pháp giới Quý vị mới có thể đạt tới Độ là đạt đến Đạt đến cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Việc có ý nghĩa sau đây Việc phiền não Việc ba thứ phiền não Tức kiến tư, trần sa và vô minh Tân dịch là cách dịch tuân theo quy định của quyền trang đại sư những kinh được phiên dịch từ thời huyền trang đại sư trở đi gọi là tân dịch họ dịch hai chữ niết bàn thành viên tịch cách dịch này rất hay viên là viên mãn tịch là thanh tịnh tịch diệt mang ý nghĩa này kế đó là diệt độ giả diệt sanh tử chi nhân quả Độ sanh tử chi bạo lưu Bạo lưu là tỷ dụ Giống như sóng to Là cảnh giới sóng to gió lớn Tức là nói đến sự sanh tử trong lục đạo Niết bàn kinh viết Diệt chư phiền não Danh vì niết bàn Ly chư hữu giả danh vi niết bàn điều này chẳng khác có ý nghĩa vừa nói cho lắm diệt chư phiền não là nói diệt trừ kiến tư phiền não trần sa phiền não và vô minh phiền não đó là ý nghĩa của diệt. Là ý nghĩa của niết bàn. Ly có nghĩa là độ. Ly chư hữu. Chư hữu là tam giới. Tức dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Có gì vậy? Có nhân có quả. Quý vị có cái nhân dục giới thì mới có quả báo dục giới quý vị có cá nhân sắc giới bèn có quả báo sắc giới có cá nhân vô sắc giới bèn có quả báo vô sắc giới vì thế nếu đổ công dốc sức nơi quả sẽ chẳng thể giải quyết vấn đề quả báo hiện tiền Nhất định phải giải quyết từ nhân Do nhân tâm Cái tâm chứa đựng cái nhân chẳng còn Quả báo chẳng hiện Quả bị tiêu diệt Vì tam giới lục đạo là huyển tướng Chẳng thật Cổ đại đức sánh dí nó như mộng Huyển bọt bóng Trong chứng đạo ca Vĩnh gia đại sư đã nói rất hay trong mộng rành rành phô sáo nẻo Sáo nẻo là lục đạo luân hồi giác rồi ba cõi rỗng toan hoang quý vị giác ngộ giống như đã tỉnh giấc sau khi tỉnh giấc cảnh mộng chẳng còn nữa nếu thật sự giác ngộ buồn kiến từ phiền não xuống thật sự giác ngộ chẳng thấy lục đạo nữa chẳng thấy lục đạo xuất hiện cảnh giới gì xuất hiện bốn thánh pháp giới bốn thánh pháp giới là tịnh độ là tịnh độ của thích ca mâu ni phật <laughs> cảnh giới ấy vẫn chưa đạt đến rốt ráo vì sao quý vị vẫn chẳng có cách nào thoát ly mười pháp giới thoát ly lục đạo thì vẫn còn có bốn thứ pháp giới trong mười pháp giới là thanh văn duyên giác bồ tát và phật quý vị chẳng có cách nào rời khỏi nên vẫn phải buông xuống buông phân biệt xuống quý vị mới có thể tiến lên từ thanh văn duyên giác tiến lên bồ tát từ bồ tát lại tiến lên phật đến địa vị phật nhất định phải buông vô minh xuống buông vô minh phiền não xuống buông vô minh xuống thì mới có thể thoát ly mười pháp giới mười pháp giới cũng đều chẳng còn vì vậy mười pháp giới cũng chẳng thật lục đạo đúng là cảnh mộng trong mộng thoát ly mười pháp giới nhất chân pháp giới hiện tiền đó là thật chẳng giả trở về nhất chân nhưng đối với nhất chân ở đây theo kinh Hoa Nghiêm, còn có 41 địa vị. 41 địa vị ấy do đâu mà có? Đã đoạn vô minh phiền não. Cũng có nghĩa là chúng ta đối với hết thảy các pháp thế gian. Và xuất thế gian chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Chẳng khởi tâm, không động niệm lấy đầu ra các đẳng cấp không khởi tâm chẳng động niệm là cảnh giới bình đẳng thật sự hiện tiền hỡi khởi tâm động niệm sẽ không bình đẳng bình đẳng thật sự hiện tiền vì sao đức phật còn nói 41 đẳng cấp trong sớ sao của thanh lương đại sư Tức là trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã nói Những vị ấy gọi là Phật cũng được Mà gọi là Pháp Thân Bồ Tát cũng được Tuy các ngài đã đoạn vô thị vô minh Nhưng tập khí vẫn còn Vì thế chúng ta hiểu 42 đẳng cấp ấy là do tập khí vô thị vô minh có dày hay mỏng khác nhau người vừa mới phá vô minh phiền não đương nhiên tập khí nặng hơn một chút người đã buông xuống khởi tâm động niệm rất lâu tập khí sẽ mỏng hơn một chút 41 địa vị là nói theo tập khí dày hay mỏng. Tập khí dày hay mỏng có liên quan đến sự tu hành và sự quá độ người khác của chính mình hay không? Thưa quý vị, chẳng liên quan. Chẳng có mảy may chướng ngại. Vì thế, sơ trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm trí huệ đức tướng và quả vị rốt ráo chẳng khác chư phật như lai sơ trụ đã thành phật giống như trong phẩm phổ môn miêu tả quán thế âm bồ tát nên dùng thân gì để đắc độ ngài có thể hiện thân ấy nên dùng thân Phật để độ Ngài liền hiện thân Phật Nên dùng thân Bồ Tát để độ Ngài bèn hiện thân Bồ Tát Ngài có thể tùy loại hiện thân Kinh Lăng Nghiêm có nói Thuận theo tâm chúng sanh Ứng với khả năng nhận lãnh của họ Trí huệ và đức tướng tỏ lộ viên mãn Ngài Thanh Lương đã giúp chúng ta hóa giải nghi vấn này. Đối với sự tu học của chúng ta mà nói, thì Ngài đã hóa giải, đột phá một tầng chướng ngại. Vì thế, ly chư hữu cũng là ý nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn có hai nghĩa là diệt và độ. Hữu hiền thủ tâm kinh lược sớ trong tông hoa nghiêm hiền thủ đại sư là thầy của ngài thanh lương là tổ sư đời thứ ba của tông hoa nghiêm ngài có tác phẩm chú giải tâm kinh gọi là lược sớ trong ấy cũng có nói niết bàn thử vân viên tịch đây là tân dịch nên dịch niết bàn thành viên tịch vị đức vô bất bị xưng viên chướng vô bất tận viết tịch nêu ra một tiêu chuẩn để giải thích hai chữ này viên là gì trí huệ đức tướng Cũng như Đức Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Trí huệ đức năng và tướng hảo của Như Lai Thảy đều trọn đủ Chẳng bị khiếm khuyết mảy may Nên nói là đức vô bất bị đó là ý nghĩa của viên Có ý nghĩa viên mãn Chẳng kiếm khuyết Tịch Tịch là nói đến chướng Chướng là gì? Phiền não Còn gọi là vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thấy đều đoạn sạch Hoặc như trong giáo pháp Đại Thừa Thường nói là Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Và vô minh phiền não Thấy đều đoạn hết đó là tịch tịch là nói theo đoạn đức đó là ý nghĩa của hai chữ viên tịch hữu chân giải viết chân giải là tác phẩm chú giải kinh vô lượng thọ của người nhật pháp sư nhật bản sang trung quốc du học thân cận trí giả đại sư thân cận thiện đạo đại sư sau khi quay về nhật bản họ chính là những người đã làm cho đại trừa phật giáo tại nhật hưng dưỡng trong tác phẩm chú giải kinh chô lượng thọ ấy có mấy câu nghĩa sung pháp giới đức bị hằng sa vi viên đó là ý nghĩa của viên Cách nói này cũng rất hay Nghĩa là gì? Nghĩa là lý Cũng là nói đến trí huệ và đức tướng Đầy ấp trọn khắp pháp giới Khắp pháp giới, hư không giới và chính mình là một thể Chỉ có người chứng đắc rốt ráo mới biết Chỉ có người chứng đắc trong Phật Pháp mới biết Chư Phật Như Lai Dạng sự, dạng vật trong vũ trụ Và chính mình là một thể Nếu chúng ta hỏi vạn sự vạn vật trong vũ trụ và ta có phải là một thể hay không thưa quý vị là một thể ta và bất cứ người nào cũng đều là một thể ta và bất cứ vật gì cũng đều là một thể tuy là một thể nhưng nay quý vị chẳng thừa nhận tức là quý vị chẳng chứng thực nó chứng là chứng thực chứng minh vì sao quý vị chẳng thể chứng thực vì quý vị có phiền não có tập khí có chứng ngại nhà phật nói có hai thứ chứng ngại tức là hai loại lớn một là phiền não chứng hai là sở tri chứng có những thứ chứng ngại ấy quý vị không thể chứng đắc hai thứ chứng ngại ấy nếu đều diệt trừ quý vị bèn chứng đắc hoảng nhiên đại ngộ đúng là một không hai hiền thủ quốc sư có một bài luận văn hết sức nổi danh trong giới phật giáo là tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán Bài luận văn ấy chẳng dài Giảng về chuyện này Giảng khởi nguyên của vũ trụ Và khởi nguyên của sanh mạng Hết thảy giảng pháp rốt ráo Là chuyện như thế nào Đặc biệt có quan hệ gì với chúng ta Giảng hết sức rõ ràng Hết sức minh bạch Thể cùng chân tánh Diệu tuyệt tướng lụy Vi tịch Thể Là lý thể Triết học hiện tại gọi nó là bản thể của dạng vật trong vũ trụ cũng có thể giải thích được Mà chúng ta cũng có thể hiểu được Thấu hiểu điều gì? Thấu hiểu chân tánh Thể là chân tánh Chân tánh là thể Trong tâm kinh có mấy câu Sắc bất dị không không bất vị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc không là chân tánh sắc là tướng chúng là một chẳng hai tướng có thể không do thể là không nên gọi là chân không không ở đây không phải là chẳng có gì hiện thời kẻ bình phàm chúng ta ngỡ không là cái gì cũng không có chẳng phải vậy không là thứ gì cũng đều có điều này khó hiểu tướng có có tức là phi hữu chân không chẳng rỗng không diệu hữu chẳng phải là có chân không chẳng rỗng không đó là ý nghĩa của tịch viên tịch mà kế nhập cảnh giới này quý vị đắc đại tự tại hai chữ diệu tuyệt là nói đến phương tiện phương tiện thiện xảo quý vị đắc đại tự tại trong cuộc sống được hưởng niềm vui chân chánh vì sao Quý vị chẳng mệt mỏi. Này chúng ta gọi mệt mỏi là áp lực, phiền não, lo âu, dướng mắt, những thứ này đều thuộc vào chữ lụy. Quý vị hoàn toàn chẳng có phiền lụy, bèn đắc đại tự tại trong hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Đắc đại tự tại trong hoàn cảnh nhân sự và trong hoàn cảnh vật chất đó là ý nghĩa của chữ tịch. Cách nói này hay lắm. Được trích từ sách chân giải, thượng chi kinh luận đối với những điều trên đây. Kinh do Đức Phật nói, luận do Tổ sư Đại Đức trước tác. Biểu Pháp Thân Đại Sĩ Chuyên Chí Phật Quả Bất Trụ Hôi Diệt Đảng vị nhiều ít trung hạ nhị thừa Thiện xảo phương tiện Nhi thị hiện nhập diệt chi tướng Đây là nói rõ hai chữ trung hạ Hạ là gì? tiểu thừa trung hạ là trung thừa và tiểu thừa vì họ mà thị hiện bậc thượng thượng thừa người đại thừa hiểu rõ ràng minh bạch thích ca mâu ni phật đang diễn tuồng cho họ xem những kẻ trung hạ căng không biết Ngỡ Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự diệt độ. Ở đây chúng ta phải học, học theo Pháp Thân Đại Sĩ, chuyên chí Phật quả. Bất trụ hôi diệt. Hồi diệt có nghĩa là gì? hôi thân diệt trí là hàng tiểu thừa trong phật môn thần thức rời khỏi thân thể chúng ta nói người ấy đã chết đã chết bèn hỏa táng mai táng bằng nữa là hôi diệt Trong Kinh Tiểu Thừa thường nói đến Hôi thân diệt trí Thân thể đã đốt sạch Đó hôi thân Đối với hết thảy dạng pháp Chẳng có tâm cầu lấy Đó là diệt trí Hồi thân diệt trí là như vậy đó pháp thân bồ tát chẳng làm chuyện này các ngài chuyên dốc chí nơi phật thừa phật thừa là nhất phật thừa trong phật môn thừa ấy gọi là nhất thừa giáo nhất thừa giáo để nói với ai nói với bậc thượng thượng căn chẳng phải để nói với đại thừa đại trung tiểu là tam thừa đó là pháp phương tiện nhất thừa là rốt ráo quả rốt ráo gọi là nhất thừa xưa nay tổ sư đại đức công nhận kinh nhất thừa có ba bộ Kinh điển để thành Phật gọi là Nhất Thừa Kinh, tức Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa được truyền sang Trung Quốc. Kinh Phạm Võng chỉ có một phẩm. Chẳng truyền toàn bộ sang Trung Quốc. chỉ có một phẩm là bồ tát tâm giới phẩm nhưng một quyển kinh đại thừa vô lượng thọ chúng ta đang học đây cũng được cổ đại đức phán định thuộc về pháp nhất thừa vì sao hoa nghiêm và pháp hoa đến cuối cùng mới viên mãn rốt ráo mười đại nguyện dương của phổ hiện bồ tát dẫn về cực lạc thì kinh hoa nghiêm mới viên mãn bộ kinh này chuyên giảng về tây phương cực lạc thế giới cũng có nghĩa là đến cuối cùng chỗ quy túc của kinh hoa nghiêm và pháp hoa là vô lượng thọ cho nên bộ kinh này biến thành kinh nhất thừa bậc nhất trong các kinh nhất thừa cách nói này chánh xác do vậy vào đời thanh xưa kia Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã lấy quyển cuối cùng trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm, tức là phần giảng về mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Đặc biệt rút ra từ trong kinh Hoa Nghiêm, in kèm thêm vào phía sau tịnh độ Tam Kinh, gọi là tịnh độ Tứ Kinh. điều này đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn ông ta làm như vậy có đúng hay không đúng có lý do quý vị thấy hiện thời chúng ta đọc bộ kinh do lão cư sĩ hạ liên cư hội tập chúng ta học phần này là phẩm thứ hai có nhan đề là đức tuân phổ hiền chúng ta liền biết tây phương cực lạc thế giới là thế giới phổ hiền bồ tát hãy là người giảng sanh thế giới cực lạc đều tu gì hãy đều tu pháp môn phổ hiền chúng ta cũng đọc từ kinh điển thấy kinh điển đã dạy Bồ tát chẳng tu pháp phổ hiền sẽ chẳng thể viên thành Phật đạo. Do vậy, bất cứ vị Bồ tát nào cũng phải học tập pháp môn phổ hiền thì mới có thể thành Phật. Chẳng tu hành phổ hiền chẳng thể thành Phật. Thế giới cực lạc hoàn toàn là tu phổ hiền hạnh. Vì thế Kinh vô lượng thọ và kinh hoa nghiêm bình đẳng Trong niên hiệu Càng Long Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói Kinh vô lượng thọ chính là trung bổn hoa nghiêm Ông ta thốt ra lời ấy Nói cách khác kinh hoa nghiêm là đại bổn vô lượng thọ kinh lại còn có phật thuyết a di đà kinh đó là tiểu bổn hoa nghiêm kinh vô lượng thọ là trung bổn hoa nghiêm đánh giá ba bộ kinh ấy ngang nhau hoàn toàn bình đẳng Từ chỗ này chúng ta biết giá trị của bộ kinh vô lượng thọ này Từ nay về sau Pháp dẫn của Đức Phật hãy còn 9.000 năm Tổ tiên người Trung Quốc Hết sức coi trọng lịch sử khác với người ấn độ người ấn độ quả thật chẳng coi trọng lịch sử mà coi trọng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đời đời truyền thừa nhưng tại trung quốc theo ghi chép của cổ thánh tiên hiền thích ca mâu ni phật sanh nhằm thời chiêu vương nhà châu của trung quốc tức là vào năm giáp dần nhằm năm thứ 24 đời châu chiêu dương thích ca mâu ni phật giáng sanh thích ca mâu ni phật viên tịch nhằm năm thứ 53 đời châu mục vương nếu theo cách tính này Từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch Cho tới hiện thời là bảy năm Đó là cách ghi chép của người Trung Quốc Khác với cách ghi chép của người ngoại quốc Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một dạng hai ngàn năm Chánh Pháp một ngàn năm tượng pháp một ngàn năm đã hai ngàn năm trôi qua Phật pháp truyền đến Trung Quốc nhằm thời kỳ tượng pháp cũng có nghĩa là thích ca Ni phật diệt độ một ngàn năm Phật pháp truyền đến Trung Quốc vào thời tượng pháp mạt pháp cũng là một dạng năm một ngàn năm đầu tiên đã qua Hiện thời là một ngàn năm thứ hai Đã qua ba mươi bảy năm Thời gian vẫn còn rất dài Vì thế rất nhiều tôn giáo khác nói đến tận thế Phật giáo chẳng có thuyết tận thế Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật hãy còn chín ngàn năm nữa Một ngàn năm thứ hai mới được ba mươi bảy năm Pháp giận của Phật giáo có hưng, có suy Đó là hiện tượng bình thường Có hưng, có suy Nhưng chẳng bị diệt Đến lúc nào sẽ diệt Sau 9.000 năm nữa Phật Pháp mới bị diệt Bị tiêu diệt trong thế gian này Bị diệt cuối cùng Là bản kinh chúng ta đang học ở đây Sau khi bản này diệt còn sót lại sáu chữ nam mô a di đà phật trong nhân gian còn lưu lại một trăm năm chúng ta liễu giải sự thật này thì tính tâm với việc học phật mới có thể tăng trưởng thế gian này có tai nạn hay không khẳng định là có tai nạn phát sanh như thế nào trong kinh đức phật đã dạy Do tâm hạnh bất thiện của cư dân ở nơi ấy chiêu cảm Như Thái Thượng Cảm ứng Thiên đã nói Họa phước chẳng có cửa Chỉ do con người tự chuốt lấy Chiêu phước như thế nào? Cư dân nơi ấy tâm địa thiện lương Hành gì thiện lương phước bèn đưa đến tài tiêu phước đến nếu tâm hạnh của cư dân nơi ấy bất thiện trái nghịch luân lý đạo đức nói theo văn hóa truyền thống trung quốc là tư tưởng và ngôn hạnh của chúng ta trái phạm ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức bèn chẳng có phước phước tiêu tan họa xảy đến tai nạn đưa đến là do đạo lý như thế đó nếu ngược lại chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ứng với bốn khoa mục ấy cũng như chúng ta nghiêm túc học tập ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức tài họa bèn tiêu tan phước đưa đến đạo lý là như thế đó đạo lý ấy rất sâu vô cùng khó có những nhà khoa học ngoại quốc gần đây tức là các nhà lượng tử vật lý học đã chứng thực chuyện này. Họ nói tâm thái có thể biến đổi hết thảy kể cả hoàn cảnh giống như Đức Phật dạy từ ba ngàn năm trước Đức Phật đã nói như thế hiện thời họ mới phát hiện họ nói rất hay nếu có thể phổ biến chuyện này, trọn khắp mọi người đều biết. Đối với những tai nạn trên địa cầu hiện thời, chúng ta có khả năng và năng lực hóa giải chúng. Bất bình thường cũng có thể khôi phục bình thường. Vì thế, chúng tôi cũng khuyên lơn những nhà khoa học hãy nên nghiên cứu Phật học nếu họ nghiên cứu chắc chắn sẽ khiến cho khoa học tăng cao trên một mức độ lớn chúng ta phải có tính tâm tôi thường nói trong kinh có ba câu chẳng thể không nhớ câu đầu tiên là đức phật nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng các nhà lượng tử lực học cận đại nói điều này là ý niệm làm chúa để hết thảy còn phật pháp nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng họa phước chẳng có cửa do chính quý vị nghĩ như thế nào hễ quý vị nghĩ tới thiện thiện đưa đến nếu quý vị nghĩ tới bất thiện tai họa xảy đến không phải có một chúa tể nào khác mà chính mình là chúa tể chớ nên không biết điều này có hai câu khác hết sức hiện thực tướng do tâm sanh và cảnh chuyển theo tâm thực sự triệt để liệu giải những đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta yên tâm thoải mái hiểu rõ đạo lý trong hoàn cảnh tâm quý vị an định chẳng bị lay động bởi cảnh giới bên ngoài biết tướng do tâm sanh thì đối với thân thể và tình trạng sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần tâm tánh thiện lương, chỉ cần ý niệm tốt đẹp, hành vi tốt đẹp, quý vị suốt đời chẳng ngã bệnh. Tuổi cao đến mấy vẫn chẳng già yếu. Tưởng do tâm sanh mà nếu ý niệm bất thiện trong tầm đầy ấp tham sân si danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng là gốc bệnh há lẽ nào chẳng ngã bệnh nhất định phải chuyển những ý niệm ấy ý niệm đã chuyển thân tâm khỏe mạnh gia đình hòa thuận sự nghiệp thuận lợi xã hội an tường hòa bình kể cả những tai nạn trên địa cầu cũng có thể hóa giải có đạo lý to lớn trong ấy vì thế các vị pháp thân đại sĩ chuyên chí nơi phật quả chỉ hướng và tâm nguyện của chúng ta phải chuyên suốt đời này chúng ta cầu điều gì cầu thành phật học phật là muốn thành phật thành phật như thế nào thích ca mâu ni phật đã nêu cương chúng ta có thể y giáo phụng hành sẽ có thể đạt tới hiệu quả giống như ngài bất trụ hôi diệt là chẳng giống tiểu thừa hôi thân diệt trí là tiêu cực Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tướng này Nhằm lợi ích hàng nhị thừa trung hạ căn Vì sao nói là lợi ích Tiếp đó có nói rõ, có giải thích Đó là do phương tiện thiện xảo Ngài bèn thị hiện tướng nhập diệt Chẳng phải là thật sự Tiếp đó sách chú giải giải thích như pháp hoa thọ lượng phẩm viết. Nhược Phật cửu trụ ư thế. Bạc đức chi nhân bất chủng thiện căn. Bần cùng hạ tiện, tham trước ngũ dục, nhập ư ức tưởng vọng kiến vọng trung. Đó là gì? Nếu Phật trụ lâu dài trong thế gian, Đúng là kẻ đức mỏng chẳng gieo thiện căn. Vì sao Phật thường trụ Những kẻ ấy sẽ nghĩ chẳng có gì gấp gáp Hôm nay đã qua thì hãy còn có ngày mai Năm nay đã qua thì còn có năm sau Chẳng học Phật không sao cả sang năm mới học Dẫu sao Phật vẫn còn đó mà Nếu Phật chẳng còn nữa Họ bèn lo âu Chẳng thể không thực sự hành Trong tâm người bình phàm đều có khuyết điểm này lấy thí dụ trước mặt để nói năm xưa tôi theo học giáo thầy lý tại đài trung tôi nghiêm túc hơn kẻ khác vì sao tôi chẳng phải là người đài trung tôi đến đài trung để học tập thời gian có hạn các đồng học ở đài trung thấy thầy ở đó chẳng đi đâu bèn giải đãi họ chẳng dụng công xiên gắn như tôi vì tôi biết tôi có thể phải ra đi bất cứ lúc nào có được thời gian một ngày thì phải nghiêm túc nỗ lực học chăm chỉ một ngày họ chẳng có ý nghĩ ấy cứ nghĩ thầy thường ở chỗ này Hãy còn có ngày mai, còn có năm sau, ngày tháng mai sau hãy còn rất dài, đạo lý là như thế đó. Tôi học thành tựu ở nơi đó, nhưng họ học chẳng thành tựu, nguyên nhân là như trong kinh văn này đã nói. Vì thế, đối với những kẻ ấy, đức Phật chẳng thể không thị hiện diệt độ, hãy thể thị hiện diệt độ, bèn độ rất nhiều người. Thầy đã mất, trò bèn nghĩ phải làm sao? Trước kia thầy dạy gì? Suy nghĩ kỹ càng. Bèn nghiêm túc học tập. Sự thị hiện diệt độ ấy có thể kích thích phát khởi một số người giác ngộ, thông hiểu. Vì thế, thị hiện diệt độ cũng là một phương pháp nhằm giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Kẻ sắp ngộ nhưng vẫn chưa khai ngộ do thấy Đức Phật vừa thị hiện diệt độ bèn khai ngộ. Thuở trước, khi tôi mới học Phật, thân cận chương gia Đại sư, mỗi tuần Đại sư dành cho tôi 2 giờ. Ngày Chủ Nhật tôi được nghỉ đến tìm Ngài Thỉnh giáo Lão Nhân Gia Ba năm sau Lão Nhân Gia giảng sanh Để hỏa tán các môn đệ đặc biệt tạo riêng một lò thiêu Khi ấy có Cam Châu hoặc Phật dựng lều bên cạnh lò thiêu tôi cũng dựng lều ở cạnh đó ba ngày trong ba ngày nghiêm túc tư duy trong ba năm thầy đã dạy tôi những gì tôi học được điều gì nghiêm túc phản tỉnh Nếu lão nhân gia thường hiện hữu Chúng tôi sẽ không thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này Vì vậy, Ngài vừa ra đi Đối với tôi chính là một gậy Một tiếng hét dán vào đầu cảnh tỉnh Cũng may là thời gian ba năm tuy không dài Nhưng căn cơ học Phật của tôi đã được đặt vững. Về sau, thân cận Thầy Lý 10 năm mới có một chút thành tựu nếu chẳng có ba năm đặt vững căn cơ ấy dù ở trong hội của thầy lý 10 năm tôi cũng chẳng thể có thành tựu vì vậy các thứ thị hiện đối với người học tập chúng ta mà nói nói theo phía học trò đều có lợi ích rất thù thắng Mấy câu này nói rất hay Kẻ đứt mỏng Chẳng phải là nói kẻ ấy thiếu đức hạnh Mà là không đủ đầy Để chống lại tập khí phiền não Không gieo thiện căn Thiện căn là gì? Thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp đạo Có thể sanh ra hết thảy các thiện pháp thế gian Và xuất thế gian Nên gọi là thiện căn Hiện thời Phật Pháp suy di Suy ở chỗ nào mọi người chẳng gieo thiện căn Bất luận tại gia hay xuất gia Chẳng học thập thiện nghiệp đạo đàng hoàng Chẳng thực hiện xuất gia không chỉ phải thực hành thập thiện nghiệp đạo mà còn phải thực hành sai di luật nghi nếu chẳng thể thực hiện sai di luật nghi thì chẳng phải là kẻ xuất gia là giả chẳng thật bần cùng hạ tiện là từ ngữ hình dung bần cùng gì vậy đạo nghiệp bần cùng Tam học giới định huệ bần cùng quý vị chẳng có. Không phải là nói về của cải thế gian, không phải nói về những thứ ấy. Mà nói về tam học giới định huệ. Đối với điều này quý vị thiếu khuyết quá nhiều. Tham trước ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ. Nhập ư ức tưởng Vọng kiến vọng trung Suốt ngày ảo tưởng Chúng ta thường nói là tâm hạnh Tính tình bọt chọt Nhược kiến như lai Thường tại bất diệt Tiện khởi kiêu tứ Nhi hoài yếm đãi Bất năng sanh năng tao chi tưởng Cùng kính chi tâm nếu như lai thường trụ học trò sẽ nảy sinh những quan niệm sai lầm kiêu mạng đối với việc học tập dần dần sẽ chán ngán lười nhác cảm thấy chán ghét những điều này đều là do chẳng gieo thiện căn. Quý vị truy cứu nguyên nhân căn bản thì làm gì kẻ ấy thiếu thiện căn? Vì thế ba căn bản ấy vô cùng trọng yếu. Chẳng cần nói rất lâu, một trăm năm trước, một thế kỷ trước, người học Phật bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể thành tựu nguyên nhân ở chỗ nào thiện căn sâu dày đối với thầy thật sự có lòng cung kính tôn sư trọng đạo hiếu thuận cha mẹ căn cội được dung bồi ổn thỏa trong xã hội hiện tại chẳng thấy chuyện này nữa trẻ nhỏ chẳng hiếu thuận cha mẹ không tôn trọng thầy nên hiện thời tìm chẳng được một vị thầy tốt, không có một vị thầy tốt. Cũng tức là sư đạo chẳng còn nữa. Chư vị nhất định phải biết, sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Chẳng có hiếu đạo, sẽ chẳng có sư đạo. Hiện thời chúng ta mong có một chút thành tựu trong Phật môn Chẳng thể không học bổ sung các khóa trình ấy Nay nói đến chuyện học bù Thì phải học bổ sung các khóa trình ấy Bổ sung thập thiện nghiệp đạo nhưng vì sao hiện thời chẳng thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo? Thập thiện nghiệp đạo còn có cội rễ. Cội rễ của thập thiện nghiệp đạo là gì? Thái thượng cảm ứng thiên là cội rễ của thập thiện nghiệp đạo. Thái thượng cảm ứng thiên còn có cội rễ là gì vậy? Đệ tử Quy là cội rễ của Thái thượng cảm ứng thiên. Vì thế, hiện thời chúng ta phải học từ đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, phải học từ chỗ này. Đệ tử quy giống như tầng thứ nhất trong xây nhà. Cảm ứng thiên là tầng thứ hai. Thập thiện nghiệp đạo là tầng thứ ba, không có tầng thứ nhất. Lấy đầu ra tầng thứ hai. Quý vị phải biết cách học như thế nào Sau khi đã có ba tầng ấy Người xuất gia lại còn thêm sa di luật nghi Là tầng thứ tư Sau đấy, bất luận học nho, học đạo, học Phật Đều có thành tựu Học nho có thể thành thánh, thành hiền Học đạo có thể thành thần, thành tiên Học Phật có thể thành phật có thể thành bồ tát chẳng có căn thì làm sao được nữa căn quá trọng yếu dẫu cho chúng ta hiện thời có nói tới niệm phật giảng sanh tịnh độ nhưng nếu quý vị chẳng học thập thiện nghiệp đạo sanh về tây phương cực lạc thế giới sẽ chẳng thành công vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cho chúng ta Có một câu rất trọng yếu Quyết định chớ nên coi thường Ngài nói Người trong thế giới cực lạc Đều là chư thượng tiện nhân câu hội dứt xứ Những ai tới đó Thượng thiện Thiện ở đây là thập thiện Thượng thiện là thượng phẩm thập thiện Người bình phàm tu thượng phẩm thập thiện quá nữa Sanh trong trời đau lợi Chẳng mong thoát khỏi lục đảo luân hồi Bèn sanh trong đau lợi Vì thế đó là điều kiện tiêu chuẩn Để sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Sau đó Còn có những thứ mà người giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới nhất định phải tu. Tức là thiện căn, phước đức, nhân duyên kinh Di Đà dạy, chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Câu này trọng yếu lắm. Quý vị phải có thiện căn, phải có phước đức, nhân duyên, duyên phận là gặp gỡ. Quý vị gặp kinh điển này, gặp pháp môn này, tức là quý vị có nhân duyên. Thiện căn là gì? có thể tin có thể hiểu phước đức là gì thật sự làm thật sự làm bao gồm cả ba căn cội tức đệ tử quy cảm ứng thiên và thập tiện nghiệp nếu quý vị chẳng thật sự làm thật sự học vẫn chẳng thể đến tây phương cực lạc thế giới được chớ nên không biết điều này phật chẳng lừa chúng ta kinh đã nói rõ ràng rành rẽ đến khi ấy chẳng thể giảng sanh chính mình phải chịu trách nhiệm thật sự là người hiểu lý hiểu rõ và minh bạch các đạo lý thế gian và xuất thế gian mới biết bất cứ những gặp gỡ trong đời mỗi người đều do chính mình chịu trách nhiệm đều là tự làm tự chịu chẳng phải do thượng đế đến làm chủ chẳng có lẽ ấy phật bồ tát phù hộ cũng chẳng có đạo lý ấy phật bồ tát gia hộ là phật bồ tát dạy quý vị những thứ để quý vị tự gia hộ quý vị nghe xong đã hiểu học đã hiểu rồi bèn chiếu theo đó để làm đó chính là phật bồ tát gia hộ quý vị nếu không thật sự chịu làm quý vị lại bỏ lỡ đời này mất rồi nhất là trong hiện tại tai nạn rất nhiều đối với các chúng sanh tử vong vì tai nạn đạo tràng chúng ta tu hành mỗi ngày giảng kinh ở đây đều hồi hướng cho họ những người ấy qua đời đi về đâu đều là theo nghiệp lưu chuyển đó mới là đại sự thật sự điều khó bậc nhất trong đời người đại sự bậc nhất là gặp gỡ phật pháp sau khi đã gặp có thể tin có thể hiểu có thể y giáo phụng hành đời này có thể vĩnh viễn thoát luân hồi không chỉ thoát luân hồi mà còn vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới đến tây phương cực lạc thế giới bất luận là giảng sanh trong phẩm vị nào đều được bổn nguyện và oai thần của a di đà phật gia trì đều là a duy việt trí bồ tát tuyệt diệu thay quý vị thật sự muốn giảng sanh hãy chung bồi vững chắc ba căn cội tức là đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp phải thật sự làm được sau đấy pháp tâm nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ không một ai chẳng giảng sanh những điều kiện như kinh đã dạy chúng ta đều hội đủ Điều này vô cùng trọng yếu Vì vậy Đức Thế Tôn thị hiện tướng diệt độ thứ 8 Không gì chẳng nhằm khiến cho chúng sanh khởi lên ý tưởng khó gặp gỡ Dấy lên tâm cung kính Trị cố như lai tuy bất thật diệt nhi ngôn diệt độ đó là nói thật với quý vị. Đức Phật có diệt độ hay không? Không có. Đó là làm ra dáng vẻ cho người căn tánh trung hạ thấy. Phi diệt hiện diệt, cố vân thị hiện chẳng phải là thật tác thử thị hiện vị độ trung hạ chi cơ cố Nhược thị thượng căn tắc kiến như lai vô sở tùng lai diệt vô sở khứ bổn ly sanh diệt hà hữu niết bàn đúng vậy kinh kim cang đã giảng về như lai vô sở tùng lai diệt vô sở khứ bèn gọi là như lai đó là thật đạo lý này rất sâu kinh hoa nghiêm đã giảng thấu triệt Thật ra mỗi người chúng ta đều như nhau Xác thực chẳng khác gì Phật Chỉ vì chúng ta mê muội bất giác Còn đang tạo tội nghiệp Chư Phật Bồ Tát giác chứ không mê Đắc đại tự tại Xác thực cùng chúng ta hòa quang đồng trần Trên thực tế các ngài chẳng nhiễm mảy trần Thị cố tùy trí giả đại sư Đọc Pháp Hoa Dược Vương Phẩm Thần kiến linh sơn nhất hội Nhiễm nhiên vị tán Thật đấy chẳng giả đâu Quý vị nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ Này Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn đang giảng kinh Pháp Hoa Tại núi Linh Thứ Trí giả Đại sư là người đời đường Cách Thích Ca Mâu Ni Phật hơn một ngàn năm Quý vị thấy Ngài đọc Kinh Pháp Hoa Đọc đến Phẩm Dược Dương bèn nhập định Trong định Đột phá các chiều của thời gian và không gian Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Đang giảng Kinh Pháp Hoa Tại núi Linh Thứ Ngài còn nghe giảng hết một khóa Tức là nghe hết một buổi giảng Trở về xuất định kể với mọi người Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại Linh Sơn Một hội kinh Pháp Hoa cho đến nay vẫn chưa tan Còn đang tiếp tục giảng Con người có thể trở về quá khứ Và cũng có thể tiến nhập tương lai Có công phu thiền định là được Do vậy, những điều được nói trong kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật nếu nói theo tiên sinh phương đông mỹ sẽ là triết học cao nhất khoa học cao nhất những vấn đề mà triết học và khoa học hiện tại chẳng thể giải quyết trong kinh phật đã có toàn bộ những giải pháp do tôi học phật được thầy giới thiệu kinh phật là đỉnh cao nhất trong triết học của toàn thể thế giới thuở ấy tôi học triết với thầy tôi chẳng theo thầy học phật pháp Thầy bảo tôi Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới Tôi đã học năm 19 năm Nay đã phát hiện Không chỉ là triết học cao nhất Mà cũng là khoa học cao nhất Các nhà vật lý hiện đại phát hiện lượng tử Nhưng trong kinh Phật đều có Còn nói rõ ràng và viên mãn hơn họ Đức Phật thấy bằng cách nào? Thấy trong định trong định tất cả các chiều không gian khác nhau đều bị đột phá toàn bộ chính mắt thấy chẳng cần dùng máy móc hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật I love